Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin liệu Bộ Công an Việt Nam có gây ra khó khăn và ra tay với gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hay không? Nếu bà Hồ Thị Kim Thoa về nước thì bà đối diện với mức án không thể thấp hơn mức án ông Nguyễn Hữu Tín đang chịu, tức là khoảng 7 năm tù giam. Tuy nhiên, mức án đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là tài sản của bà có thể bị tịch thu để bồi thường cho thiệt hại do tài sản nhà nước bị thất thoát. Theo kết luận của cơ quan điều tra, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Vũ Huy Hoàng đã gây thất thoát đặc biệt lớn cho nhà nước với hơn 3.876 tỷ đồng. Với khoản tiền khổng lồ này, nếu tòa án buộc bà Thoa đền bù thiệt hại, thì liệu khi bán hết tài sản, bà Thoa có thể nào đền bù chỉ một phần số tiền đó hay không? Chính điều này sẽ là lực cản lớn nhất trong việc thuyết phục bà Thoa về Việt Nam đầu thú. Được biết hiện nay, cả hai đứa con của bà Thoa đều ở Việt Nam. Và liệu rằng đây có phải là điểm yếu để Bộ Công an áp lực đưa bà Thoa về nước đầu thú hay không? Đây là hình ảnh báo Công Luận đăng lời kêu gọi đầu thú của Bộ Công an. Được biết, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tháng 11, ông Tô Ân Sô, Thiếu tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an của Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã có thư đề nghị gia đình, người thân động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, sớm về nước trình diện. Chiều ngày 2 tháng 12, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn của Chính phủ đã chủ trì phiên họp báo cáo Chính phủ thường kỳ vào tháng 11. Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến tung tích của bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, người vừa bị khai trừ ra khỏi đảng vào hôm 2 tháng 12. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo đài, ông Tô Ân Sô cho biết, hiện nay Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nhưng chưa có thông tin của bà này. Hiện nay tôi chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa ở đâu, nếu biết thì bắt rồi, ông Sô nói. Vậy là qua động thái này của Bộ Công an cho thấy bà Hồ Thị Kim Thoa chưa bị bắt. Thế nhưng trên đài tiếng nói BBC lại nói rằng báo chí phương Tây đã đăng tải nhiều và có rất nhiều một số blog nói rằng đã bị bắt. Thật sự khó mà biết nguồn tin nào khả tín hơn. Tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa khủng cỡ nào và liệu bà có đủ khả năng bồi thường thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Trước khi bà Hồ Thị Kim Thoa làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, thì bà chính là một doanh nhân, là giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Tất nhiên, bà rất giàu, nhưng vấn đề là bà giàu cỡ nào? Liệu tài sản của bà có đủ sức để bồi thường thiệt hại những gì mà bà đã làm thất thoát hay không? Về tài sản của bà, tính đến cuối năm 2019 cho thấy, bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ 6.415 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,02% vốn điều lệ của công ty này. Trước đó, trong một thời gian dài còn tồn tại và tại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa từng nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương với 4,91% vốn của công ty này. Tại thời điểm đó, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 100 tỷ đồng. Đến tháng 11 năm 2018, bà Thoa bất ngờ bán ra 1,4 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức như hiện nay. Bà Trần Thị Xuân Mỹ, mẹ của bà Thoa, nắm giữ hơn 1,22 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 3,56%. Ông Hồ Quỳnh Hưng, em trai bà Thoa, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty này. Ông Hưng cũng là cổ đông lớn khi nắm giữ tới hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu của công ty này là 7,33%. Bên cạnh đó, ông Hồ Đức Lam, em trai của bà Thoa, cũng đang nắm giữ 1,65 triệu cổ phiếu của công ty, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,82%. Bà Nguyễn Thái Nga, con gái bà Thoa, cũng sở hữu 4,12 triệu cổ phiếu, tương đương 12% vốn điều lệ. Và em gái Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng sở hữu 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,49% vốn. Và bà Nga hiện nay là thành viên của Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thái Quỳnh là Lê hiện là Giám đốc điều hành khối dự án của công ty này.
Như vậy, bà Hồ Thị Kim Thoa cùng các thành viên trong gia đình đã sở hữu tổng cộng tới 34,22% vốn điều lệ của công ty. Nếu tính theo mức giá đóng cửa cổ phiếu đưa ra vào ngày 10 tháng 7 là 16.200 đồng trên một cổ phiếu, khối tài sản này có giá trị khoảng 190 tỷ đồng. Đây là hình ảnh công ty Điện Quang, nơi tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa đang lưu giữ. Như vậy, với thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, đền bù nếu có là một mức có thể vượt ngoài tầm của bà. Vậy thì liệu bà Thoa có chịu về nước đầu thú hay không? Đây là một yếu tố cho thấy khó có chuyện bà Thoa tới đầu thú. Và mối quan hệ khủng của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa, trên trang Facebook của nhà báo Trương Châu Hữu Danh có viết như sau. Bà Hồ Thị Kim Thoa ngồi xuôi với anh Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, và chị Hiền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Mớ tài sản khổng lồ, bà cho hai cháu, giờ anh Thanh chị Hiền vận động trả lại cho nhân dân. Mà cũng lạ, anh Thanh chị Hiền trên tay là thanh gươm công lý, mà lâu nay ngồi với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng lại không phát hiện ra. Đã vậy còn kết thông ra. Nhà báo này chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh status của nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Và như vậy thì trong khối tài sản của bà Thoa có liên quan tới những nhân vật lớn khác qua mối quan hệ thông gia. Thông thường khi con đã trưởng thành thì khối tài sản của bố mẹ thế nào cũng san sẻ cho con. Hiện nay bà Hồ Thị Kim Thoa có hai đứa con gái và đã làm xui ra với hai nhân vật đầy quyền lực như nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã viết. Hiện nay bà Hồ Thị Kim Thoa gần như đã thoái sạch vốn, tuy nhiên những thành viên trong gia đình bà vẫn nắm số lượng vốn cổ phần của công ty này. Và dù Điện Quang là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng các chức danh chủ chốt tại công ty đều do những thành viên của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ. Đặc biệt, trong đó có hai ái nữ của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê đang rất thành đạt. Không biết liệu rằng những đứa con của bà Thoa có bị áp lực của cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam hay không? Nhưng biết hay không thì xui ra của bà Thoa là Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Thanh tra Chính phủ, và chị Hiền, Phó Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, có đóng vai trò gì trong việc áp lực bà Thoa phải về Việt Nam đầu thú hay không? Chân dung quyền lực của hai ái nữ của bà Thoa. Thông thường để áp lực bố mẹ thì chính quyền Cộng sản thường chọn cách gây áp lực lên con cái của họ. Đôi khi chính quyền họ gây khó khăn trong vấn đề làm ăn của người thân. Đối với những người bất đồng chính kiến thì Cộng sản thường hay làm như vậy. Nhưng liệu rằng với con cái của bà Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công an có dám làm điều tương tự hay không? Để đánh giá có thể hay không thì trước hết phải xem thế lực và của hai ái nữ bà Thoa như thế nào. Đầu tiên là Nguyễn Thái Nga, hiện cô này đang công tác tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang từ tháng 2 năm 2012 và từng đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc xuất nhập khẩu công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Từ tháng 11 năm 2015, bà giữ chức vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Đây là hình ảnh Nguyễn Thái Nga từ thứ hai từ bên phải sang, con gái đầu của bà Hồ Thị Kim Thoa. Tiếp theo là Nguyễn Thái Quỳnh Lê, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, trường đại học tại Mỹ về Việt Nam. Bà thành lập và công tác tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Từ năm 2015 cho đến nay là đồng sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng và cà phê tại Hà Nội. Là đồng sáng lập chủ tịch hội đồng quản trị công ty AM Holding, sở hữu và kinh doanh tòa nhà AM Sài Gòn với hàng trăm căn hộ dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 đến nay, Quỳnh Lê là chủ tịch hội đồng quản trị trường Trung học cơ sở phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê công tác tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang từ tháng 4 năm 2016, đảm nhiệm chức vụ giám đốc phòng dự án công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Đến tháng 6 năm 2018, Quỳnh Lê được bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành khối dự án phụ trách vận hành hệ sinh thái Homecare, bao gồm nền tảng mua sắm đa kênh từ online đến offline, tức là chuỗi showroom, với các đối tác uy tín trong ngành điện và chiếu sáng, dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công và bảo trì tận nơi với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đây là hình ảnh Nguyễn Thái Quỳnh Lê, thứ ba từ trái sang, con gái út của bà Hồ Thị Kim Thoa. Cả hai đứa con bà Thoa cũng đều có gia đình và theo pháp luật, họ không còn sự ràng buộc với bà Thoa về kinh tế. Với những người nhà chồng của hai cô con gái bà Thoa,
đều là con cái của gia đình có quyền lực ở Trung ương, cho nên Bộ Công an khó mà gây khó khăn với gia đình con cái bà Thoa được. Đây là yếu tố thứ hai cho thấy rất khó có khả năng bà Thoa chịu đầu thú. Còn khả năng bà Thoa bị bắt thì sao? Từ ngày 9 tháng 7 năm 2020, ông Tuân Sô cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa bị khởi tố tại vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án khu đất 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính ông Tuân Sô cũng thông tin, sau khi xác định bà Thoa đã không còn ở nơi cư trú, xác định rằng bà Thoa đã xuất cảnh vào ngày 22 tháng 10 năm 2018 qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thì Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế, lệnh truy nã đỏ đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Ông Tuân Sô cũng nói rằng, hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có thư đề nghị gia đình, người thân, động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước, trình diện và thành khẩn khai báo về các hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Thời gian tới, cơ quan công an ngoài vận động gia đình, người thân bà Thoa để bái về đầu thú, thì nếu các phóng viên và các có quan hệ với các manh mối biết bà Thoa ở đâu thì thông báo để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để tiến hành bắt giữ bà Thoa theo quy định. Đây là hình ảnh ông Tuân Sô, Thiếu tướng Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam. Cho đến nay, ông Tuân Sô vẫn cứ khẳng định chưa bắt được bà Thoa. Ông cho rằng giải pháp vận động gia đình là khả dĩ. Nhưng thực tế cho thấy Bộ Công an khó có thể gây áp lực lên hai đứa con của bà thì lấy gì đảm bảo buộc bà phải ra đầu thú đây. Chỉ có thể là bắt bà Thoa chứ cách vận động không khả thi. Mà thực tế thì theo những thông tin mạng xã hội thì nói bà Thoa đã bị bắt, nhưng cuối cùng thì điều này cũng chưa rõ ràng. Và khả năng rất cao là bà Thoa bị bắt và đợi ngày dẫn độ về Việt Nam thì điều này cũng phải chứng minh tiếp. Tuy nhiên, với pháp luật ở những nước tư bản, dân chủ và văn minh như Pháp và các nước châu Âu, thì khi kể cả khi có luật dẫn độ giữa Việt Nam và Pháp, thì mọi thủ tục đều phải tiến hành qua các cơ quan tư pháp độc lập. Và điều đó rất khó có thể bắt được bà Thoa về nước trong lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ 6, ngày 4 tháng 11 năm 2020 với bản tin Liệu Bộ Công an có gây ra và gây khó khăn cũng như ra tay với gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, hay nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.